Tin vui cho người hâm mộ thể thao Việt Nam khi tối qua, Nguyễn Thị Oanh đã giành tấm huy chương vàng nội dung 1500m tại giải Điền Kinh trong nhà vô địch châu Á 2023 diễn ra ở Kazakhstan. Ở chung kết 1500m nữ, Nguyễn Thị Oanh cạnh tranh cùng 7 chân chạy khác đến từ Kazakhstan, Nhật Bản, Kuwait và Kyrgyzstan. Khi chỉ còn 2 vòng đấu, Nguyễn Thị Oanh tự tin bứt lên dẫn đầu và dần bỏ xa hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp người Nhật Bản và Kazakhstan để băng về đích đầu tiên với thời gian 4 phút 15 giây 55 và giành huy chương vàng châu lục. Đây mới chỉ là tấm huy chương vàng thứ 3 trong lịch sử thể thao Việt Nam tại giải Điền Kinh trong nhà châu Á. Hai tấm huy chương vàng trước đó lần lượt thuộc về Trương Thành năm 2010 và Bùi Thị Thu Thảo năm 2018. Ít lâu sau khi Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng, Nguyễn Thị Huyền bước vào chung kết nội dung 400m nữ. Dù chỉ về nhì với thành tích 54 giây 67, nhưng thông số của Huyền đã rất tốt so với vòng đấu loại trước đó. Huy chương vàng của cự ly này thuộc về Elina Mikhina của chủ nhà Kazakhstan với thành tích 54 giây 07. Trên trang cá nhân, cựu thủ môn đội tuyển Việt Nam là Trần Biểu Ngọc đã xác nhận chia tay câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa sau hơn một năm gắn bó. Theo nhiều nguồn tin, do dính chấn thương và không được đăng ký thi đấu ở giai đoạn 1 của V-League 2023, nên người gác đền sinh năm 1991 đã xin thanh lý sớm với đội bóng chủ quản. Nhiều khả năng, thủ môn Biểu Ngọc sẽ đấu quân trong một câu lạc bộ ở giải hạng nhất quốc gia. Diễn biến và kết quả của trận chung kết FIFA Club World Cup giữa Real Madrid và Al Hilal. Bước vào trận đấu, Real Madrid vốn đã là câu lạc bộ giàu thành tích nhất tại sân chơi này. Và đêm qua, một lần nữa đội bóng Hoàng gia lại khẳng định sự thống trị của mình. Ở bán kết FIFA Club World Cup, Real Madrid đã dễ dàng đánh bại Al Ahly trong ngày bộ đôi Vinicius và Valverde lập công. Đến trận đấu quan trọng nhất gặp Al Hilal, cả hai lại tiếp tục tỏa sáng cho đội bóng Hoàng gia, thậm chí còn rực rỡ hơn khi mỗi người đóng góp một cú đúp. Bên cạnh đó, Karim Benzema, một trong ba ứng cử viên của danh hiệu FIFA The Best năm nay, cũng để lại dấu ấn với một pha ghi bàn. Về phía đại diện châu Á, những nỗ lực của họ được tưởng thưởng với ba lần ăn mừng, trong đó Luciano Vietto, cầu thủ từng nhiều năm chơi bóng tại La Liga, sở hữu 2 bàn thắng. 90 phút tại Rabat kết thúc với tỷ số 5-3 cho Real Madrid và thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã có lần thứ 5 đăng quang giải đấu này sau các năm 2014, 2016, 2017 và 2018.